Tài phát tâm muốn xuất gia theo trường phái Nam Tông, nhưng không biết các chùa Nam Tông hiện tại có dùng bữa chỉ một lần ngày không ạ? Tại con có vấn đề về dạ dày hay đau dạ dày, nên rất sợ việc này cản trở, có giải pháp nào không? Các chùa Nam Tông thì đương nhiên là không có ăn chiều nha, tức là khi mặt trời đứng bóng rồi đó là không có ăn nữa. Tuy nhiên á, là theo luật thì buổi chiều chúng ta có thể uống nước, cho nên là quý vị có thể uống bình thường. Còn mà quý vị hỏi về cái bệnh dạ dày á, thì xin thưa là sư thấy hình như là sư nào cũng bị dạ dày, nếu như mà trước đó không có thì về sau thì nó cũng có. Thì bây giờ thì sư vẫn đang chữa cái bệnh dạ dày thôi, cũng đang uống thuốc với bác sĩ, nhưng mà cũng vẫn không có ăn chiều. Cái quan trọng á là chúng ta có cái ý muốn xuất gia, và chúng ta đặt cái sự xuất gia lên hàng đầu, thì những cái khác á, chúng ta sẽ vượt qua được hết. Còn mà chúng ta cứ quan trọng quá một vấn đề thì bản thân nó sẽ thành cản trở của chúng ta trên con đường tu nha. Quý vị cứ tu đi, rồi nếu như mà mình có phước á, thì mình sẽ có cái cơ hội rồi mình sẽ chữa bệnh. Mà hình như là ở hiện tại bây giờ sư đang ở thành phố nè, đang ở Sài Gòn, thì cũng có cái phòng khám hợp nhân á, là họ khám chữa bệnh cho tăng ni miễn phí, trong đó có đau dạ dày. Thì nếu như quý vị đau thì quý vị cứ đến rồi họ khám bệnh thôi, chứ không có lý do gì mà mình vì cái chuyện đau dạ dày mà nó chậm trễ cái chuyện xuất gia, thì đối với sư đó là cái chuyện không nên ha. Về vấn đề này không biết là sư Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không. Thưa Đức, thưa quý vị, về vấn đề này Đức Hạnh Tuệ đã phân tích cho quý vị gửi câu hỏi này nè, rất là nhiều khía cạnh này. Thì chỉ mong là quý vị mà khi nghe cái câu trả lời này nè, thì dưới nhiều cái góc, dưới nhiều khía cạnh mà Đức Hạnh Tuệ phân tích đó, thì mình có cái sự tư duy, cái sự suy xét mà chân chánh, không? Rồi mình tự bản thân mình sẽ trả lời và đưa cái giải pháp mà nó đúng đắn nhất cho bản thân mình, một giải pháp mà nó đem sự an lạc cho mình. Dạ, xin kết thúc cái câu trả lời.